Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Dịp trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ có 4 công trình giao thông trọng điểm được hoàn thành và đưa vào khai thác. Thích ứng linh hoạt, tận dụng từng thời cơ kết nối lại các mắt xích để bước sang năm 2022, ngành du lịch đạt kỳ vọng là một trong 3 trụ cột của kinh tế thành phố. Chương trình Xuân Tình Nguyện, hành trình vì biển đảo quê hương năm 2022 tại đảo Thanh Niên Bạch Long Vĩ thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng thì vào dịp trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay sẽ có 4 công trình giao thông trọng điểm gồm dự án đầu tư xây dựng cầu rào, dự án tuyến đường Đông Khê 2, dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường tỉnh 354 và dự án cải tạo mở rộng tuyến đường thị trấn Minh Đức huyện Thủy Nguyên hoàn thành và đưa vào khai thác. Thời điểm này mặc dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng ban quản lý các dự án đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Được thiết kế xây dựng bằng thép, bê tông cốt thép giữ ứng lực với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Theo thiết kế, cầu rào có chiều dài 436 mét, gồm 11 nhịp, 3 vòm thép, 6 nhịp dẫn bằng dầm bản rộng, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và giải phân cách vỉa hè. Đây là công trình điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan ở cửa ngõ phía nam của thành phố. Khi hoàn thành, trở thành nút giao thông đặc biệt, cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối Hải Phòng với các vùng và tỉnh lân cận. Đồng thời, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Hải Phòng theo hướng văn minh hiện đại. Là công trình giao thông cấp đặc biệt, sau hơn một năm thi công, hiện công trình cầu rào đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và Liên danh Nhà thầu gấp rút thi công hoàn thiện để chuẩn bị thông xe kỹ thuật vào cuối tháng này. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1. Được đánh giá là tuyến đường đô thị ven hồ đẹp nhất Hải Phòng. Khi hoàn thành, giai đoạn 1 dự án tuyến đường Đông Khê 2 có chiều dài khoảng 2 km, được thành phố đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án xây dựng mới đồng bộ hoàn chỉnh, hạ tầng kỹ thuật đường giao thông và đô thị dọc hồ An Biên. Khi hoàn thành, góp phần giảm áp lực lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cho nhiều tuyến đường xuyên tâm của thành phố. Dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường 354 huyện Tiên Lãng. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập cầu Hàn quốc lộ 37 trên địa bàn huyện Tiên Lãng có quy mô cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh đường tỉnh 354. Đoạn từ ngã ba đường Rồng đến ngã ba Đoàn Lập có chiều dài hơn 2.000 m và nhánh rẽ vào xã Cấp Tiến là gần 300 m theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 350 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư hơn 38 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022. Sau khi hoàn thành, sẽ kết nối giao thông trên tuyến đường 354 từ thị trấn Tiên Lãng đi cầu Hàn và ngược lại, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Dự án đầu tư cải tạo tuyến đường thị trấn Minh Đức huyện Thủy Nguyên có chiều dài 2,7 km, gồm các hạng mục chính, nâng cấp cải tạo 2,7 km đường, xây mới cầu tràng canh. Cùng với một số dự án giao thông khác trên địa bàn, dự án khi hoàn thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phương và các khu vực lân cận, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện trở thành thành phố. Thực hiện dự án tổ hợp trung tâm thương mại vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ sắt, quận Hồng Bàng, Ủy ban nhân dân thành phố đã đồng ý công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn chủ đầu tư dự án xây dựng công trình tạm tại phường Lãm Hà, quận Kiến An để di rời các hộ kinh doanh tại chợ sắt hiện nay. Công trình đang được nhà thầu và đơn vị thi công tích cực triển khai. Công trình tạm phục vụ di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ sắt hiện nay được xây dựng tại khu đất số 20 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Đây cũng là khu vực được quy hoạch để xây dựng trung tâm thương mại chợ sắt mới. Công trình có diện tích khuôn viên khoảng 11.125 m², với 450 kiosk bán hàng, tương đương diện tích hơn 3.643 m². Hạ tầng viễn thông được lắp đặt tới từng kiosk, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các hộ dân trong thời gian chờ xây dựng trung tâm thương mại chợ sắt mới. Trên địa bàn thành phố thì được biết là thành phố đã có chủ trương về cái việc sẽ xây dựng cái chợ sắt tại khu vực 20 đường Trường Chinh.
mục tiêu của cái vị trí lựa chọn trên là cũng muốn là tuy là một công trình tạm nhưng mà thực chất công trình trên lại nằm tiếp cận với cả cái dự án mà thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới. Nó sẽ phù hợp với cái mục tiêu kinh doanh của các hộ dân ở đây, bà con cũng sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình di dời kinh doanh. Theo kế hoạch, việc chuyển mặt bằng kinh doanh từ chợ sắt hiện nay sang công trình tạm phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 3 năm nay. Đến nay, sau chưa đầy một tháng triển khai, công trình đã hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, đang triển khai xây lắp các kiosk, đạt khoảng 70% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành công trình trước tiến độ. Căn cứ theo những nhu cầu, theo cái mục tiêu kinh doanh của các cái mặt hàng tại chợ sắt, nên là công ty cổ phần Mai Diêm cũng đã đề xuất với thành phố là xây một cái khối công trình trước mắt là một tầng để phục vụ những hộ kinh doanh hiện tại chợ sắt. Trong quá trình lựa chọn các đơn vị tư vấn, lựa chọn đơn vị thi công thì công ty cổ phần Mai Diêm cũng luôn luôn chú trọng đến chất lượng công trình cũng như là làm sao để đưa công trình sớm vào triển khai. Sau khi hoàn thành di rời các hộ kinh doanh tại chợ sắt hiện nay sang công trình tạm, công ty cổ phần Mai Diêm Sài Gòn sẽ chịu trách nhiệm vận hành, quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ tạm và không thu tiền thuê mặt bằng của các hộ dân trong thời gian 3 năm. Năm qua, công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng chuyển đổi số trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo, sự quyết tâm quyết liệt đoàn kết trong thực hiện, công ty hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong năm, mặc dù nhu cầu điện trên hệ thống giảm mạnh nhất là trong giai đoạn cách ly xã hội các tỉnh khu vực phía Nam, nhưng với chiến lược chào giá và phương thức vận hành hợp lý, công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đã phát sản lượng vượt kế hoạch, đạt trên 7 tỷ 323 triệu kWh, bằng 102,2% kế hoạch. Doanh thu tăng so với kế hoạch là 129 tỷ đồng. Doanh thu tăng và chi phí giảm nên lợi nhuận của công ty vượt kế hoạch 257 tỷ đồng. Trong năm 2021, các tổ máy vận hành cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống điện. Công tác sửa chữa lớn năm 2021 đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Đây là đơn vị đi đầu của Tổng Công ty Phát điện 2 trong thực hiện chuyển đổi số. Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cũng được quan tâm. Năm 2021, công ty được Công an thành phố Hải Phòng công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Năm 2021, công ty đã dành 7 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện tại thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên. Trong đó có 5,9 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch, còn lại 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội khác. Ghi nhận thành tích trong sản xuất kinh doanh trong 3 năm qua, công ty được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân được Tổng Công ty Phát điện 2 biểu dương khen thưởng. Năm 2022, thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Công ty đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp vừa đảm bảo sản xuất an toàn liên tục, vừa thực hiện tốt phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu sản xuất cả năm là 7 tỷ 534 triệu kWh, doanh thu hơn 9.480 tỷ đồng. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, đây cũng là dịp cán bộ công nhân viên công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng bước vào đợt cao điểm trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phục vụ khách hàng, bảo đảm đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 1,4 triệu dân thành phố trong dịp Tết. Mặc dù nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố trong dịp Tết tăng cao, nhưng bù lại, số lượng khách hàng sử dụng nước trên địa bàn giảm do sinh viên các trường đại học, công nhân các khu công nghiệp về quê ăn Tết. Bám sát tình hình thực tế, công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng đã xây dựng phương án vận hành mạng hợp lý giữa các khu vực nhằm phân phối nước đồng đều, bảo đảm lưu lượng, áp lực và an toàn mạng lưới cấp nước. Các nhà máy nước chủ động kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị, sẵn sàng sản xuất với công suất tối đa khi có nhu cầu. Do vậy, sẽ không có tình trạng mất nước trong những ngày nghỉ Tết. Chúng tôi cũng đã tiến hành các cái hoạt động chuẩn bị cho Tết. Công tác ứng trực thì cũng như mọi năm này chúng tôi có cái phân công lịch trực từ lãnh đạo công ty đến lãnh đạo các cái đơn vị đến cán bộ công nhân viên thì đều có lịch trực cụ thể cho từng người trong từng thời gian. Và chúng tôi cũng có những cái tổ nhóm ở trên mạng để trên Zalo rồi các cái phần mềm chuyên biệt chúng tôi để kiểm soát những cái việc ứng trực này trong dịp Tết này. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Tết, công ty còn chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, chủ động tăng cường khử trùng nước sạch, duy trì clo dư trong nước sau xử lý tại nhà máy ở mức quy định, tích cực kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm chất lượng nước trên mạng lưới
và kịp thời phát hiện xử lý ngay các diễn biến bất thường để cấp nước an toàn liên tục. Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc thường xuyên rà soát toàn bộ hệ thống kiểm soát chất lượng nước tại các nhà máy nước, công ty còn xây dựng phương án dự phòng cấp nước, không để gián đoạn cấp nước khi xảy ra sự cố liên quan đến điện, phối hợp chặt chẽ công ty điện lực địa phương để cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất. Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận thông tin thường xuyên, có phương án giải quyết kịp thời các nội dung phản ánh nếu có sự cố xảy ra. Thưa quý vị, năm 2021, Hải Phòng chỉ đón khoảng 3,6 triệu lượt khách du lịch, giảm trên 51% so với năm 2020 và chỉ đạt hơn 44% kế hoạch năm. Có thể nói cơn địa chấn COVID-19 đã tác động rất lớn đến ngành công nghiệp không khói, thậm chí có thời điểm ngành du lịch phải đóng băng vì giãn cách xã hội. Vâng, và sự dịch chuyển của du lịch Hải Phòng năm qua chính là những điểm sáng trong thu hút, triển khai các dự án du lịch trọng điểm, cho thấy sự thích ứng linh hoạt, tận dụng từng thời cơ kết nối lại các mắt xích của ngành. Để bước sang năm 2022, chúng ta có niềm tin và sự kỳ vọng vào sức bật mới của một trong ba trụ cột kinh tế của thành phố. Bức tranh xám của ngành du lịch vẫn có những điểm sáng khi Hải Phòng đã thu hút triển khai nhiều dự án du lịch trọng điểm như hoàn thành tuyến đường hoa xuyên đảo Cát Hải Cát Bà giúp kết nối các khu điểm du lịch, đề xuất UNESCO công nhận vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới. Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại quận Đồ Sơn của tập đoàn Cresimco. Phát triển du lịch gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Nhưng để tạo được sức bật mới cho du lịch Hải Phòng thì ngành du lịch cần có những lộ trình cụ thể để tăng tốc mà vẫn đảm bảo an toàn cho du khách. Một cái kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trong năm 2022, trong đó tập trung định hướng xây dựng những sản phẩm mới để hỗ trợ doanh nghiệp và làm mới các cái sản phẩm du lịch chúng ta đang kinh doanh, và tập trung vào 4 cái khu vực Thủy Nguyên và Nội Thành thì gắn với những cái sản phẩm du lịch thể thao, du lịch golf, du lịch di tích lịch sử. Thứ hai là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch gắn với thiên nhiên ở khu vực Cát Bà, trên vịnh Lan Hạ, thăm vườn quốc gia, các hang động. Khu vực thứ ba là khu vực An Lão, Kiến Thụy, là phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch trải nghiệm gắn với nông thôn mới. Và khu vực tiếp theo là Kiến Thụy, Đồ Sơn thì cũng phát triển với du lịch thể thao, du lịch golf và du lịch di tích lịch sử. Cùng với đó, ngành du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Phòng trên các nền tảng số và đưa ra các chính sách ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội tỉnh. Và vừa rồi, đồng nhân thành phố đã thông qua một nghị quyết giảm giá vé tham quan một số cái điểm tham quan do thành phố quản lý, và điều này cũng là rất là quan trọng đối với chúng ta việc xây dựng cái sản phẩm du lịch cũng như là tăng cái sức cạnh tranh và tạo điều kiện cũng như là cung cấp dịch vụ tốt nhất với cái chi phí hợp lý nhất cho khách du lịch. Với lộ trình phát triển cụ thể, sự nỗ lực của toàn ngành và độ phủ sóng vaccine ngày càng rộng, tin tưởng rằng du lịch Hải Phòng sẽ chuyển mình mạnh mẽ trong năm nay. Thưa quý vị, nho là loại cây ôn đới, nhưng ngày nay nhờ những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cây nho có thể được trồng ở nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước. Tại Hải Phòng, nho là loại cây trồng chưa được phổ biến rộng rãi, tuy nhiên với lòng yêu thích nghề nông, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Nguyễn Văn Thuận, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống nho hạ đen vào trồng và bước đầu đã cho kết quả khả quan. Trên diện tích hơn 1.000 m², ông Thuận đã tiến hành cải tạo, lên luống, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để trồng giống nho hạ đen. Nguồn giống nho này có từ Trung Quốc nhưng được Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang chuyển giao kỹ thuật chăm sóc và trồng khảo nghiệm thành công tại các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Thay vì lựa chọn những loại cây trồng truyền thống, ông Thuận quyết tâm xây dựng mô hình trồng nho hạ đen, hy vọng mở ra những hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho gia đình và nhiều người dân. Thì qua 10 tháng trồng thì chăm bón thì rất đơn giản, chủ yếu là phân hữu cơ và phân NPK. Hay là cứ tưới bình quân là cứ 20 ngày một lần tưới. Đấy là cây phát triển rất tốt. Đấy là ít sâu bệnh. Các anh chị trong khuyến nông trạm khuyến nông ở huyện Vĩnh Bảo như ở xã Dũng Tiến thì cũng thường xuyên lên đây là chăm sóc và cũng hướng dẫn gia đình tôi là về kỹ thuật và cách phòng chống bệnh sâu cho nho. Nho họ đen là giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế kéo dài từ 10 đến 15 năm, một năm cho ra quả 2 vụ. Nếu được chăm sóc tốt, cây nho họ đen hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người trồng. Trong quá trình trồng, ông Thuận được trạm khuyến nông huyện Vĩnh Bảo đồng hành hỗ trợ về kỹ thuật khi cần thiết,
Bên cạnh đó, ông cũng mạnh dạn đầu tư phương tiện, hệ thống tưới bằng công nghệ nhỏ giọt nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho cây sinh trưởng và phát triển. Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, ông Thuận đã mạnh dạn lựa chọn cho mình một hướng đi riêng với mô hình trồng nho hạ đen và bước đầu đang cho kết quả tốt. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ dịch bệnh, thì việc lựa chọn chuyển sang các đối tượng cây trồng khác như nho cũng mở ra những hướng đi mới cho nông dân trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các địa phương. Trong phần tiếp theo của chương trình, cá nhân có nhu cầu cấp bằng lái xe ô tô do quá hạn sẽ được cấp bằng ngay sau thực hiện phần thi, giải pháp tích cực trong nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp của Sở Giao thông Vận tải. Các địa phương tăng cường công tác quản lý giám sát, bảo đảm nghiêm túc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại chợ Hoa Xuân. Không cần phải chờ đợi tới cả một tuần, giờ đây cá nhân có nhu cầu cấp bằng lái xe ô tô do quá hạn sẽ được cấp lại bằng ngay sau khi thực hiện phần thi. Đây được xem là một trong những giải pháp tích cực trong nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp của Sở Giao thông Vận tải, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi thực hiện thi lại lý thuyết theo quy định khi cấp lại bằng lái xe ô tô quá hạn khoảng 1 tiếng, những học viên này đã được cấp lại bằng lái xe ngay tại trung tâm sát hạch lái xe của trường Cao đẳng nghề Trung ương 2. Trong quá trình làm hồ sơ tôi thấy là mọi thủ tục rất là nhanh chóng và thuận tiện cho thí sinh. Thứ hai là bằng được sau khi thi đạt được thì có thể lấy ngay trong ngày, đấy là một cái rất là thuận lợi, tạo điều kiện cho thí sinh không phải qua lại nhiều lần và nhất là cho những người ở xa. Thi mà lại cấp bằng cho chúng tôi luôn, chúng tôi là rất là cảm động và phấn khởi để đi lại dịp Tết này cho nó thuận lợi. Trước đây, đăng ký thi cấp lại bằng lái xe ô tô quá hạn, người dân phải đợi khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày mới có bằng lái, rất mất thời gian, chi phí đi lại và phải tạm dừng sử dụng phương tiện. Do vậy, việc Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị đào tạo nghề lái xe phối hợp tổ chức thi và cấp lại bằng lái xe ngay sau khi thi cho người dân được xem là một trong những nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính của Sở. Năm 2022, thì Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã tiến hành cấp giấy phép lái xe cho những người thi trở lại nghề thi quá hạn ngay sau khi đạt kết quả. Việc này thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quá hạn, cũng có một chút khó khăn đối với cán bộ công chức, nhưng với phương châm lấy người dân, lấy doanh nghiệp là mục tiêu để phục vụ thì chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi mà có giấy phép lái xe cấp đổi, cấp lại bị quá hạn. Theo thống kê, năm qua, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức 184 kỳ sát hạch lái xe mô tô với hơn 30.600 học viên. Số học viên được cấp giấy phép lái xe là hơn 28.800 học viên, chiếm gần 88%. Tổ chức 219 kỳ sát hạch lái xe ô tô với hơn 29.800 học viên tham dự. Số học viên được cấp giấy phép lái xe là gần 20.900 học viên, đạt 69,9%. Tính đến hết tháng 12 năm 2021, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 12.269 hồ sơ lĩnh vực quản lý phương tiện và người lái trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, gần 22.400 hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 vừa tổ chức các hoạt động Tết Hải đảo tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Chương trình Tết Hải đảo gồm các hoạt động ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Bạch Long Vĩ, thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang đứng quân trên huyện đảo, tặng 50 suất quà trị giá 1 triệu đồng một suất cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tổ chức phiên chợ không đồng gồm nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con nhân dân khó khăn trong dịp Tết. Đón nhận tấm lòng của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vùng 1, người dân huyện đảo rất phấn khởi.
cơ quan ra thăm đảo và có cái món quà không đồng cho bà con dân đảo nên chúng tôi rất là mừng và vui. Những cái món quà tinh thần để yên tâm bám đảo. Trong chuyến công tác tại đảo Bạch Long Vĩ, các tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức phổ biến pháp luật cho gần 200 lượt ngư dân tại khu vực Âu Cảng, tặng 200 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 300 tờ rơi tuyên truyền về IUU và tặng quà Tết cho bà con ngư dân tại đây. Tổng trị giá các hoạt động là gần 200 triệu đồng. Rồi là chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên biển với một cái mong muốn và cái ý nghĩa là để làm sao mang một cái Tết đến sớm cho bà con và đồng thời cũng là để động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Và thông qua chương trình thì cũng rất mong muốn là bà con ngư dân sẽ chung sức đồng lòng với cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển để bảo vệ vững chắc biển đảo. Hoạt động trên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 mang ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm đem tình cảm hơi ấm của đất liền ra với bà con nhân dân huyện đảo Tiền Tiêu trước thềm năm mới, cũng như góp phần cùng cấp ủy chính quyền, quân và dân huyện đảo giữ vững chủ quyền biển đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc. Một hoạt động rất ý nghĩa khác cũng vừa diễn ra ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, đó là trong hai ngày 14 và 15 tháng 1, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã đăng cai tổ chức chương trình Xuân tình nguyện Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Chương trình có sự tham gia của 50 đại biểu của Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thanh niên tình nguyện dâng hương, dâng hoa tại đài liệt sĩ tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng để bảo vệ, xây dựng đảo Bạch Long Vĩ quê hương và tham quan các điểm du lịch tâm linh trên đảo. Cùng với đó, đoàn tổ chức các hoạt động, trao 3.000 con giống vịt, gà và thức ăn chăn nuôi, 3.000 quả trứng gà, một đôi bò giống, tặng liên đội thanh niên xung phong huyện đảo, 100 áo phao, 1.500 cờ Tổ quốc tặng ngư dân, một tủ sách tiếng Anh, sách vở, thiết bị học tập, đồ chơi, bình nóng lạnh tặng nhà trẻ liên đội thanh niên xung phong, một phòng học thông minh, 30 suất học bổng, sân chơi thiếu nhi, 40 bình lọc nước, 200 cây đu đủ Thái và 350 cây giống nha đam, cây me tặng nhân dân huyện đảo và trao một bộ loa và tivi tặng huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện. Thông qua chuyến tham quan này thì bà con nhân dân huyện đảo cũng thấy được cái sự quan tâm của những người ở trong đất liền dành cho mình và cũng nhân dịp năm hết Tết đến thì đoàn cũng cố gắng là đưa được một chút hơi ấm của đất liền, của Tết cổ truyền của dân tộc ra cho bà con nhân dân ngoài đảo Bạch Long Vĩ. Dịp này, trên toàn thành phố, các cấp bộ đoàn, hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông xuân năm 2022 một cách hiệu quả, thiết thực và an toàn gắn với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị. Do tình hình dịch bệnh, các đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia như trao chăn ấm, quà Tết tặng người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Để bảo đảm các hoạt động văn hóa nghệ thuật an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chương trình nghệ thuật đêm giao thừa năm nay sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phát sóng vào đúng tối 30 Tết. Thời điểm này, các đơn vị nghệ thuật đang gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho chương trình này. Sân khấu của các đoàn nghệ thuật trong thành phố luôn sáng đèn với lịch tập luyện của các diễn viên. Những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu này là tiết mục múa lân, chống hội, múa cây trổ lá, đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng. Với sự kết hợp của các loại hình rối trong một tiết mục, thể hiện phong tục ngày xuân độc đáo của dân tộc sẽ giúp khán giả có thêm những cảm nhận mới, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi. Mặc dù vừa đảm nhiệm các chương trình nghệ thuật định kỳ của thành phố, nhưng ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, đoàn cải lương Hải Phòng cũng đang tích cực triển khai tiết mục nghệ thuật Nét ca trù ngày xuân, góp phần mang đến một chương trình nghệ thuật đa sắc màu. Để bảo đảm an toàn phòng dịch, các tiết mục vẫn đang được dàn dựng và luyện tập riêng lẻ. Dự kiến sẽ có từ 3 đến 5 buổi hợp luyện trước khi báo cáo Hội đồng Nghệ thuật thành phố và tiến hành phát sóng. Một chương trình mang đậm sắc màu truyền thống, đa dạng thể loại.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi các trạm y tế lưu động tại 37 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đi vào hoạt động, lực lượng y tế tại các trạm đã phát huy tốt vai trò quản lý, chăm sóc tốt bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Khắc phục những khó khăn trước mắt, lực lượng y tế tại các trạm y tế lưu động cùng tổ chăm sóc COVID tại cộng đồng các địa phương đang nỗ lực để hỗ trợ cho các gia đình có bệnh nhân F0. Xã Hoàng Động là một trong 14 địa phương của huyện Thủy Nguyên đang ở cấp độ 4, cấp độ có nguy cơ rất cao. Địa phương hiện có 178 ca F0, trong đó 103 ca điều trị tại nhà đã khỏi bệnh, 9 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến trên. Địa phương hiện đang tổ chức điều trị tại nhà cho 75 ca. Lực lượng y tế mỏng trong khi số lượng bệnh nhân COVID-19 đông. Tuy nhiên, lực lượng y tế trạm y tế lưu động vẫn bố trí sắp xếp để mỗi người bệnh được quan tâm, chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Tại Hoàng Động là cũng rất phức tạp, khó khăn nhất là chúng tôi là không có người. Chúng tôi vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện công tác là tiêm chủng mở rộng. Do đó là hàng ngày chúng tôi là phải làm thường xuyên 24/24 trực ở trạm và chúng tôi làm cả ngày cả đêm thì mới đảm bảo được công việc hàng ngày. Trong những ngày gần đây, số ca mắc bệnh trong các cái nhà máy cũng như trong các cái khu công nghiệp về địa phương thì ngày càng tăng. Lực lượng trạm y tế lưu động của địa phương thì cũng rất là mỏng. Nên ban chỉ đạo của xã đã thành lập tổ công tác gồm các đồng chí cán bộ công chức của Ủy ban nhân dân xã phối hợp với trạm y tế. Sau khi nhận được các cái thông tin các ca bệnh thì cũng đã xuống trực tiếp nhà của các công dân và kiểm tra các cái điều kiện cách ly và phong tỏa, truy vết các cái trường hợp F1, F2. Mặt khác thì đối với địa phương cũng đã thường xuyên quan tâm động viên để các đồng chí trong trạm y tế lưu động yên tâm công tác. Tính đến ngày 15 tháng 1, huyện Thủy Nguyên có hơn 6.100 ca F0, trong đó có 3.097 ca đang được điều trị tại nhà. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của thành phố, huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đến nay có hơn 221.000 người đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,2%. Tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 18 tuổi là hơn 221.000 người, đạt tỷ lệ 99,7%. Tiêm đủ 2 mũi cho 25.119 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, đạt tỷ lệ 99,8%. Hiện các ca bệnh F0 tại huyện Thủy Nguyên có chiều hướng gia tăng. Mặc dù gặp không ít khó khăn về nhân lực, quá tải về công việc, nhưng các y bác sĩ tại các trạm y tế lưu động với lòng nhiệt tình, trách nhiệm luôn sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Không chỉ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương đơn vị của thành phố còn tích cực triển khai việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân F0. Với những bệnh nhân F0 đủ điều kiện thì điều trị tại nhà, còn những F0 không triệu chứng nhưng gia đình không đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quy định thì địa phương sẽ bố trí điều trị ở khu điều trị F0 tập trung, ghi nhận tại quận Hồng Bàng. Đến sáng nay, quận Hồng Bàng tiếp tục ghi nhận 19 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca F0 lưu trú trên địa bàn quận là 1.987 ca. Với những trường hợp F0 không đủ điều kiện điều trị tại nhà, quận đã bố trí địa điểm điều trị tập trung tại phòng khám đa khoa Thượng Lý, phường Thượng Lý, do Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng giữ vai trò nòng cốt trong khám và điều trị. Hiện nay với 37 giường bệnh, cơ sở điều trị thu dung F0 tại phòng khám đa khoa Thượng Lý gần như kín bệnh nhân. Từ ngày 17 tháng 12 đến nay, cơ sở điều trị tập trung cho 140 ca F0, trong đó có 96 ca đã khỏi bệnh, một số ca chuyển tuyến trên. Hiện còn 31 ca đang điều trị. Bất kể thời gian nào, các kíp trực luôn sẵn sàng tiếp nhận, khám và điều trị cho các bệnh nhân F0. Bất kể ngày đêm và bất kể giờ nào đấy, kể cả đêm hôm hay sáng sớm, thì những cái trường hợp mà F0 mà người ta có biểu hiện, triệu chứng, thì bọn tôi phải đến tận nhà kiểm tra, nếu mà không đủ điều kiện cách ly và không đủ điều kiện điều trị tại nhà thì phải đưa đến các cơ sở điều trị trực thì trực 24/24. Luôn tâm huyết với công việc và tận tình với bệnh nhân, song các cán bộ nhân viên y tế thu dung và điều trị bệnh nhân F0 tập trung hiện còn gặp không ít khó khăn. Cả các vật tư tiêu hao nhiều lúc cũng bị thiếu một chút, thế coi như là anh cũng phải coi như vận dụng hết khả năng để làm thôi. Thế còn đời sống của nhân viên thì đương nhiên là từ trước giờ rồi, khó khăn thì vẫn có rồi. Thế cái đấy thì thành phố quan tâm đến đâu thì chúng tôi là mong được bấy nhiêu thôi, chứ cũng không dám đòi hỏi gì. Đấy là chúng tôi làm nhiệm vụ là chính thôi. Những ca F0 không triệu chứng mà cơ sở vật chất của gia đình không bảo đảm điều trị tại nhà vẫn sẽ được Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng tiếp tục thu dung và điều trị tập trung tại phòng khám đa khoa Thượng Lý, góp phần tạo điều kiện cho bệnh nhân điều trị, hạn chế sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Thưa quý vị, chợ Hoa Xuân là một phần không thể thiếu đối với mỗi người dân dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên thì trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, sự tấp nập đông đúc tại các chợ Hoa Xuân cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Điều này đòi hỏi các địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý giám sát, bảo đảm nghiêm túc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại đây. Tại quận Lê Chân, phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn quận được thành phố cấp phép 8 điểm tổ chức chợ Hoa Xuân. Thời điểm này, hầu hết các điểm tổ chức chợ hoa đã đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của nhân dân mua sắm trang trí Tết. Chợ Hoa Xuân tại khu vực chợ Hàng Mới thuộc phường Dư Hàng Kênh và phường Vĩnh Niệm đã đi vào hoạt động từ hôm nay. Ở cấp độ dịch nguy cơ rất cao nên địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh tại đây không bày bán hàng hóa trên lòng đường, vỉa hè, cấm bán hàng rong. Đặc biệt vào các ngày chủ nhật, hạn chế người dân đi vào tuyến đường Hoàng Minh Thảo và hướng dẫn các phương tiện đi vòng tránh, xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch và an toàn giao thông. Phường lúc nào cũng nhắc nhở là để gọn gàng. Thứ nhất là cho nó trật tự giao thông, cái thứ hai là mua cảnh quan môi trường cho nó đẹp. Chúng tôi có nhà ở đây thì là chúng tôi bày ra một số lượng ít bán, còn những người bán rong thì họ đã đẩy ra đường họ bán thì trật tự cũng thu giữ, có nhắc nhở nhiều mà không nghe thì là thu hết lên xe. Tuy nhiên trên thực tế có thể thấy mặc dù đã có sự can thiệp của chính quyền địa phương, song nhiều người vẫn cố tình di chuyển sang khu vực khác gần đó để bán và quay trở lại khi khuất bóng của lực lượng chức năng. Thêm vào đó, mặc dù đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, song nhiều người vẫn giữ thói quen tiện đâu mua đó nên gây tình trạng ùn tắc tại một số điểm. Hiện nay đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, lực lượng chức năng vẫn chủ yếu là tuyên truyền nhắc nhở, chính quyền địa phương cần có các biện pháp xử phạt hành chính đủ mạnh với những hành vi cố tình vi phạm. Tiếp theo là thông tin cập nhật diễn biến dịch COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ ngày hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới, giảm 662 ca so với ngày hôm qua. Hôm nay có 9.326 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tại Hải Phòng, tính từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối nay, số ca nhiễm mới 621 ca, số ca tử vong 2 ca. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại khu vực ven đê tả sông Cấm, thuộc địa bàn xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, hiện tồn tại một khu vực tập kết rác rất lớn, được cho là xuất hiện, hình thành từ năm 2015. Đến nay, lượng rác ở đây như những ngọn núi thu nhỏ. Rác thải chủ yếu là những phế phẩm thừa của các đơn vị sản xuất giày da, may mặc như đế giày, đủ các loại vải vụn, nhựa. Điều đáng lo ngại là với khoảng cách từ khu vực tập kết rác này tới nguồn nước sông Cấm chỉ khoảng trong 100 mét. Vì vậy, nếu không sớm được xử lý thì nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước là rất lớn. Thiết nghĩ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra làm rõ và xem xét xử lý các hành vi vi phạm tại khu vực này nếu có, bảo đảm vệ sinh môi trường và nguồn nước quanh khu vực. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, trung tâm thành phố nhiều mây có mưa mưa nhỏ, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Phía Bắc thành phố nhiều mây có mưa mưa nhỏ, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Phía Nam thành phố nhiều mây có mưa mưa nhỏ, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây có mưa nhiều nơi, trời rét, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây có mưa mưa nhỏ, trời rét, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh.